Hello, good morning, Melissa. Chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai, Monday. Happy Monday. Melissa đang ở office and Melissa muốn khoe các bạn. Melissa có bánh mì. Hôm nay Melissa đi ăn bánh mì for lunch. Hôm qua đi DC á, khu Eden Center mua được một ổ bánh mì đem. Rất là nhiều ổ nhưng mà Melissa đem một ổ theo để ăn bánh mì. Đây làm chỗ làm việc văn phòng của Melissa. Cái chỗ này là cái office để Melissa lấy hẹn với khách đó, conference room. Melissa làm chỗ công ty địa ốc Coworker Banker, văn phòng tại Virginia Beach. Virginia Beach, welcome to Virginia Beach. And then hôm nay Melissa vô coi mấy cái thông tin thì đây là những cái nhà hiện giờ đang đa số những cái nhà hôm nay họ đăng lên bán á, nên lúc là những cái nhà dấu hiệu nó xuống giá. So thị trường bây giờ rất là good deal cho những bạn nào muốn mua nhà ở Virginia Beach để ở hoặc đầu tư. Bạn thấy không, giá drop drop price drop, so giá cũng rất là ok so với những cái thành phố lớn chẳng hạn như New York, California chẳng hạn. Thì bạn nào muốn tìm hiểu về những địa ốc ở Virginia Beach thì cho Melissa biết nhé. Chúc các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ and good talk to you soon. Goodbye.